Anh à, anh yêu em đúng không? Tất nhiên rồi, sao lại hỏi vậy? Thì em chỉ thắc mắc xíu thôi à. Mà tại sao anh yêu em vậy? Này khó à, cũng không biết nữa. Anh chỉ biết là anh yêu em. Vậy bây giờ anh nói cho em nghe những điểm nào của em mà anh yêu em đi. Nhìn anh yêu của em hả? Chỉ có điểm nào? Hả? Anh đùa thôi, nhiều lắm. Anh thích tính cực khuyết của em. Sau mỗi lần tụi mình hôn nhau, và cái cách của em cười nữa. Anh thích cách em cười sau khi nghe anh kể lại những câu chuyện cười vớ vẩn. Anh thích cách em chia sẻ với anh, cho dù là những chuyện ngốc nghếch của em hay những chuyện quan trọng mà em không thể san sẻ được với ai. Anh thích cách nhìn lạc quan của em về cuộc sống. Và cách em vượt qua những khó khăn mà em phải đối mặt hàng ngày. Anh yêu em vì em là một điều tuyệt vời và hoàn hảo nhất mà anh từng có được trong cuộc sống này. Thôi đi anh xảo à. Mấy này trên mạng này. Thôi ở trên mạng giờ anh nói vậy. Trên mạng khác, anh khác. Thôi em không tin đi. Bây giờ em có nghe anh kể nữa không? Thôi anh kể tiếp đi. Anh yêu các em hồi lập em bên anh và nhìn dòng đời trong những ai mệt nhọc với bộ bề công việc. Anh yêu các em nắm tay anh và cái cách em ấm áp ôm anh. Anh yêu khoảng thời gian mà tụi mình ở cùng nhau. Anh yêu em vì em là người bạn tốt nhất của anh và vì em là người yêu của anh. Anh yêu em vì là tất cả đối với anh, là cái thế giới này thuộc về anh. Và vì em yêu anh. Giờ bây giờ tại sao em yêu anh? Lý do em yêu anh hả? À, em yêu anh vì